Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác hộp giải mã từ Analog ra đi guitar. Nhà mình có một bộ dàn nghe nhạc, dàn mini nè, dàn trung, dàn đại hay là những bộ dàn âm thanh rời như vậy. Nhưng mà mình chưa có đầu tư được bộ giải mã để cải thiện chất lượng âm thanh trên mắt TV nhà mình. Thay vì mình mua bộ giải mã của Nhật thì nó lên tới vài triệu, nó vượt quá tầm chi phí của mình, thì các bác có thể cân nhắc mua hộp giải mã của China như vậy. Đây là hàng Trung Quốc mới 100%. Cách đấu nối thì vô cùng đơn giản. Ở trong cái hộp nó sẽ có sẵn một nhợ dây optical nè, một nhợ dây để mình ghim vào nguồn 5V nè. Rồi sau khi mà mình mua này về thì mình lấy dây optical, một đầu out thì mình cắm vào mắt TV, đầu in á thì mình cắm vào cái hộp giải mã này. Và phần còn lại á thì mình đầu tư thêm một nhợ dây AV như vậy, mình ghim phía sau của hộp giải mã. Đầu AV còn lại mình sẽ ghim vào bộ dàn âm thanh. Đây là dây optical theo hộp nè, trọn bộ của nó đầy đủ dây nhợ cho mình nha. Mình đầu tư thêm dây AV nữa. Với giá thành rẻ, hộp túi tiền, mình không đầu tư được hàng Nhật á, thì mình xài đỡ những cái hộp giải mã như vậy cũng rất là ok, cải thiện chất lượng âm thanh trên mắt TV nhà mình, cho nghe hay hơn, trong hơn, chuẩn hơn. Bây giờ em sẽ test chất lượng của hộp giải mã này cho các bác tham khảo trước khi mình quyết định mua hàng nha. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hộp giải mã này em không nhận ship COD, vui lòng chuyển khoản đủ giúp em. Sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi cho mình. Chỉ có 200 ngoài một hộp như vậy, nên các bác cứ mua về mình sử dụng, rất rẻ, hộp túi tiền, cải thiện chất lượng âm thanh trên mắt TV nhà mình từ Analog ra đi guitar, tức là từ ngõ AV ra optical. Bây giờ mình sẽ test thử chất lượng sau khi có giải mã và không có giải mã. Trọ trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời danh. Người thì lao đao, còn người kia trong sáng giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ mình vừa nghe xong chất lượng của giải mã qua optical. Tiếp theo đây em sẽ test chất lượng âm thanh khi mà mình không qua hộp giải mã. Đây em sẽ lấy một nhợ dây AUX nè, em rút optical nha. Đó, sau đó em sẽ cắm AUX nè. Đây. Optical là em đã tháo rồi nha. Em sẽ thử luôn như vậy cho mình, em sẽ tháo hết thiết bị ra luôn. Cho mình chắc chắn là em đã không qua hộp giải mã. Rồi, bây giờ mình cùng nghe chất lượng khi mà không có cái hộp giải mã này. Bây giờ mình sẽ test chất lượng âm thanh khi không qua hộp optical giải mã. Quán trọ trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời danh. Người thì lao đao, còn người kia trong sáng giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ đau. Với chi phí thấp, chỉ có 200 ngoài ngàn mình đã có được một cái hộp giải mã, tuy là hàng Trung Quốc nhưng mà xài vẫn tạm ổn nha. Vậy là em đã test chất lượng âm thanh của hộp giải mã từ Analog ra đi guitar cho mình tham khảo rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc clip. Mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 để em chốt hàng.